Nay bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấm ôm con tháng ngày. Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy ngày xưa bên giường cha nằm
ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già út. Chiếc hả? Không phải cho hai chiếc mà cái rổ vàng cũng như bà bưng mà tao đây đây cũng bưng mà bưng cái kiểu hết còn có một chiếc à. Còn có chiếc trong rổ này rồi dơ cho ba mày thì thôi tao cũng không nói chuyện mình thương lượng nè tốt suy nghĩ để cho mình nói nhiều không nói nữa. Rồi sao rồi nói là mệt không vậy còn đi, còn nửa cái bánh nữa kìa.
ăn con này đi ông. Rồi cái vô vậy cái ông còn sao ông thấy cái còn chiếc cũng như cái chiếc này mà ông không có lấy. Người thiệt mà hỏi không thì bà người thiệt cũng thiệt là không có lấy cái chiếc này riêng. Cái vô ra một cái rổ như đồ lợm mấy chiếc đó lợm ngon không? Lấy cái dĩa kẹo này mày mày hành ngon không vậy? Ngon lắm. Quay phim làm phóng sự. Thôi chụp hình cái cười không biểu cũng đẹp. Hôm nay mặc đồ mới nó cũng đẹp. Thôi chụp hình mà lên cười lên không à? Không, bà ngoại bận lâu nay trẻ hơn 10 tuổi. Trẻ hơn đầu kia. Nó đẹp. Trẻ hơn đầu kia nhiều. Vậy mới chết bao nhiêu người á. Trời ơi, chết luôn. À, nhà làm phim á, ghét gì cùng. Đó không? Bầu đọc bầu nấu canh á thì cũng ăn đi ở quay thôi ăn rồi khá giữ heo còn chỗ nào nữa heo giữ còn chứ giữ làm đại chứ để làm thì để có cái tiền đó để má ngồi im đi má cứ ăn cơm đi đàng hoàng lên mới dám bỏ nấu canh nè ai dạ, chiều nào cũng ai tắm cho má biểu ba mà tắm không lớn biểu ba tắm ba không tắm hả sao chứ ta tắm không tắm mà người ta tắm mà lại cật. Nhưng mà ai tắm chiều chiều ai tắm cho má? Chiều cái ông đó. Ông đó là ông nào? Chiều ông bỏ tắm nữa đi con nhớ luôn. Chứ cứ tắm xong là quên. Ừ. Chiều ai tắm cho má chứ? Ấy có cái đu đủ chứ. Ông ngoại cho cũng mi với lại. Với lại sao nãy nói cái ông nào ông tắm. Ông tắm có lấy tiền không? Đâu bò tư có bò tư. Còn còn chiếc vàng tôi để đám cưới rồi đeo à. Đó 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 kìa tay kìa rỡ tay coi thì nè thấy chưa đẹp không má là hạnh phúc nhất rồi mất chiếc này mua chiếc khác mất chiếc khác mua chiếc khác dạ con đói gì nữa như vậy dạ không có tuổi má biết một một chiếc vòng này mấy chỉ không 5 chỉ đó mà gần 4 triệu chỉ chiếc có gần 20 triệu đó khách dẫn tao làm đeo à cái bà cũng không biểu không gì vậy sao nè chiếc này nè gần 20 triệu á đừng có lột nó giục nha sao nó rớt khắp tình mà sợ giục tình nào bỏ má thật thôi nuốt đi nuốt đi làm như em bé nhai về nhai hoài không chịu nuốt thịt bò nuốt vô bụng chứ sao nhả tao ăn làm như nhai trầu vậy nuốt đi sao mà em nuốt nuốt vô cứ lừa ra không hả nuốt vô phải nhai nhuyễn hết chứ thì nhuyễn rồi mới ngay rồi. Nhưng mà chiều ai thường thường ai tắm cho má tắm ở đây là tắm sao ông tắm mà không tắm đâu không tắm thì ông cự hả ông bắt phải tắm thì đúng rồi chiều nào không có không có im coi để ngoại nói bán rồi bắt đưa ông biểu mình tắm không? Ông biểu má đi tắm thì ổng hỏi tắm hôn là tắm đúng rồi chiều nào ông cũng hỏi mà hỏi tắm hôn là tắm phải không rồi má hỏi gì nè ổng hỏi tắm chưa về tắm nè rồi má nói làm sao tao nói chưa thật rằng phải không có chịu tắm để nó ra đây để trước đặng hạ con này không tắm con kia tức lướt rồi chìm mà mắc gì không người ta hỏi đi tắm không chịu đi tắm
Ai hỏi? Thì má nói ông đó đó. À, à ông đó đi từ tắm rồi, ông tắm trong cái tập đoàn đó đó. Ừ. Không tắm tập đoàn. Mình má mà ông muốn chết rồi, tập đoàn chắc ông không muốn đi được. Cháu đi tối về là gì? Khô bò à? Ăn miếng nữa nha. Giờ đây tập cho ngoại miếng nhai miếng nữa. Tao nhai nhai cái tình út đi, ngầu nhau hoài. Cháu đi sang chút chứ tao buồn. Mà đồ này cho nè, đồ Tết này có vui không? Có thích không? Đâu. Đó, đây nè. Ông ngoại 3 bộ, má 4 bộ nè. Được không? Thích không? Trời, cái gì giờ bận cũng bận, không có chê cái nào đâu. Chê buồn cái thân mình. Ừ. Buồn cái bệnh của mình á. Ừ. Chê cái gì người ta mua, người ta cũng lựa, người ta mua chứ bộ xinh mà chê. Ừ. Đi cắt nha, cắt uống nha. Đầu tiên là quấn xong ta sẽ dùng một cây nhẹ để anh đẻ lên. Hả? Cắt không? Sao tôi không dám nói. Làm sao hả? Nói không lên. Làm sao nói lên? Giờ đi uống cho anh đẹp chứ anh gì. Bây giờ cái cây đó nằm lên tóc rồi. Xong rồi lấy tay xuống. Thả tay xuống đi nè. Cái dài cây tâm coi. Sao nhiều cây dữ vậy? Đâu, đâu. Được rồi, nó không có rớt đâu. Dính đâu, đang dính là. Buông cái tay ra đi, bây giờ buông cái tay ra. Buông ra. Tôi nổ cái nhím nó mà nhím nó. Không phải. Không phải, cái đó không phải. Như vậy thì dính đúng rồi, mà ở đây không phải. Giờ dính hai con tay vô luôn rồi. Đâu, dính không phải. Đây ra không có được. Giờ cho cũng phải dính cái tay. Sao mà bận lên. Dính con tay vô luôn rồi. Bận lên. Giờ nó cứ ngấm lại. Đó. Rồi. Sau khi một ngồi mở xong, ừ. Bây giờ làm tóc đã kéo ra lại từ đầu. Mới cho đàng hoàng đi rồi dắt nhím vô chứ. Rồi. Mấy tay. Rồi. Đi uống tóc nha. Hả? Không. Không sao mà hồi hai lần uống thất bại. Bây giờ đã mỏi tay rồi không làm nữa. Bất chấp sao? Luôn. Đây. Ừ. Coi tôi bới vậy thì ngủ sáng thầm đây tôi... giờ tọt cái ngón tay vô là lúc rút thì rớt. Giờ tay ngoài thì mỏi quá à, cả anh gì? Cái nhím khéo mất ăn nhím này được. Ông nói để em dắt cho giùm ta. Thôi chưa bố được. Ông nói để em dắt giùm cho. Dài ghê luôn. Chưa bố được mà được. Ông nói hồi nào dài luôn. Dắt giùm tôi. Đó nắm chặt nó. Thế đâu gỡ mà dám bị chặt. Uống xì tôn cho rồi. Ngoài ngoài đưa cây đây ngoài đưa cây đây. Mang cầu bay mấy lần còn đi. Thôi còn hay không? Đó. Hay quá. Thấy kiểu của con hiểu á. Không đừng làm nữa. Đặt cái tài năng của con mà ngoại về thôi. Mà ngoại đi ấy lại á. Không có được. Nó. Con cũng không biết cái này có phải gọi là bớ không nữa. Dán xì lùi gọi là dán xì lùi. Nhưng mà nó nằm im như vậy thì chắc là được rồi á. Chứ con là không có biết bớ. Đẹp không? Thôi đừng chọc. Đừng chọc. Ừ, đừng chọc. Đừng chọc. Đừng chọc. Nó trơn lắm. Nó trơn chứ không phải nó mà rơi. Cháu mình bỡ rồi đừng có đụng vô, cứ nằm đó là mừng rồi. Ừ. Tôi bỡ tôi ngủ sáng đêm cũng còn dính được nhá. Cái nhím mà dài đó mà nhớ sọt còn vô. Để tôi giờ không có được, không có lấy ra được. Chó cái nhím không qua. Lớp, ráo lớp chị cắn. Rắn không thích cắn ai? Rắn tao chứ. Cắn đâu? Cắn bàn tay này không biết cắn đâu. Đâu? Không chỗ nào đâu. Thì nghe nó ê vậy sao? Trời ơi, cái nó rắn đít cắn. Rắn đít đâu mà cắn. Ừ. Đi đâu rồi nó lại rồi ta tao mình cắn. Bố ơi, cái hai ngày chồng chết. Hai đâu mà ai? Hai ngày chứ gì? Thôi, rồi má ửng hồng vậy.
Nằm sống thẳng chân nha. Rồi hai bộ đồ chi chê màu tối không mặc hả? Dạ còn mặc đâu có sao. Rồi mua đồ bông hồng này rẻ quá, mua tí quần ta bận trọng năm nữa. Mấy bộ? Mua mấy bộ nữa? Chục bộ gì? Chục. Chục bộ phải không? Chục màu bông hoa đồ. Bông hoa màu gì? Màu gì cũng được mà đừng mua màu tím thôi. Đừng mua màu tím thôi phải không? Bông đỏ. Giống dày được không? Bông tròn. Không, ta bông nhánh gì phải. Bông phải có không? Bông gì mới chịu phải không? Quằng quện không chịu. Mà mai ra cho đạt. Già rồi mà đồ bông được chi kỳ trời. Già mới bằng áo bông chứ tơ giờ đai bằng áo bông. Tơ ta trẻ mới mới bông hoa. Già mới bông hoa chứ. Nhớ nha, mua mấy bộ nó lại đi. Thì khả tùy khả năng. Tôi giờ không muốn mấy bộ. Muốn mấy bộ, ý muốn mấy bộ, tôi muốn mấy bộ khỏi khả năng. Không. Giờ muốn mấy bộ. Chục bộ thì mấy bộ. Chục bộ. Chục bộ làm chi dữ. Mới nói nãy chục bộ, giờ chục bộ dữ là sao trận. Nhưng mà ý má kêu con đi mấy đồ, đúng không? Đúng không? Dạy thì cái dạy này rẻ mà nó chắc. Rồi dạy này rẻ chắc, mua chục bộ. Mà có màu đỏ, màu... Đó, màu đỏ cái khăn mà còn không chịu, chịu chùi nữa mà đòi màu đỏ. Màu đỏ ấy chứ, màu đỏ kia. Màu đỏ nào, ấy nào. Thì cái nào có được. Rồi, mua chục bộ. Rồi, xong. Mua một tế, lâu. Yêu này mấy chục năm. Ba không yêu má nó làm sao. giờ con trở lại kêu kêu yêu, hỏi yêu má tôi yêu. Yêu nói sao? Yêu thằng già ba lâu không? Hả? Kêu ba. Kêu mặt hả? Nói sao? Dọn cơm. Ông ngoại em nói sao? Có cơm có gì không? Dọn đi ở đó. Ăn cơm chưa? Má ăn cơm chưa? Má ăn cơm chưa? Má có ăn chưa cơm rồi. Chưa? Bữa đi nằm bệnh viện rồi không có cái bà, bà vui y chang ngoại, bà vui hơn bà ngoại luôn á. Bữa rồi nằm cái giường ông ngoại nằm mà hả? Bữa hổm bà mới dưới của bồ. Nè, chiều má ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Chiều má ăn cơm chưa? Chưa. Giờ ăn nữa không? Giờ ăn nữa ha. Giờ ăn nữa không? Chưa mà có đói không? Giờ ăn nữa nha. Sao giờ cái này bị cắt? Không. Bỏ trong túi áo. Giờ hỏi ăn cơm không? Tôi bới cơm cả. Giờ hỏi ăn cơm không nè? Hả? Ăn cơm, người thì biểu ăn cơm không nè là ăn cái cười đó đó. Là ăn không? Ăn chứ sao không ăn? Má ăn không? Cơm bới cho chén. Không, để cho tụi bay ăn. Chứ má sao không ăn? Thì để cho tụi bay ăn chứ như là sao? Okay. Rồi má nhìn đói hả? Ừ. Cái này của ai mà bỏ đây hề gãi giùm lưng, gãi nhẹ nhẹ. Gãi giùm lưng. Nhẹ nhẹ thôi. Gãi nhẹ nhẹ. Quay mày. Cắt đi, tắt đi, quay lại. Chứ đi nhiều quá. Gãi giùm lưng. Đã ngứa chưa? Chưa. Ngon. Ngon không ngoại? Cá. Cá mà. Nữa không? Bánh nữa mà. Bánh này không? Thì bánh nào đây? Ăn nữa không? Ăn nữa không? Cắt nữa. Rau. Kiểu muốn ăn miếng nữa. Rồi đây 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 đây. Thôi được cúng cho nó đẹp như thôi chứ. Ai cũng muốn nói sao? Ông qua mấy kia ngồi đi quay phim. Thôi được. Con quay vô đây chứ con có làm gì đâu. Chịu thôi à. Con quay vô đâu. Chỉ làm mà. Quay người ta biết ông đó chồng má chứ để không biết sao. Trời coi ổng như cục vàng.
Vậy chứ sao phải đâu chịu. Nãy giờ ông nào ghé đây, ông nào ghé thay tao không có hỏi vụ đó nghe. Tao tao không ghen chứ ghen quánh coi mà. Ghen vì vui chồng tao không ghen chứ ghen quánh coi mà. Mới sờ tiếng vậy nó cũng mát cũng vui rồi. Nấu nước không có buồn. Giờ cứ nhớ đi, ông này là ba. Ráng nhớ đi, thử ý người ta nói đó, người ta nắm như đó. Cũng như nói ráng nhớ. Mà phải đúng vậy không? Ừ. Mày nhìn nữa. À, thì ăn có... Buồn giờ không nhìn nhận mà biểu sao vui mà. Nhận không? Nó chào thì được có người rồi, ta nói với nó thiệt. Mà nhận ông nó chồng á không? Tao đâu có tuyên bố đâu, nhận đi thì đường về sao? Tâm bằng. Quay ngoài nhỉ, quay xa xa thôi. Nói sao? Thì mà nó biết nó nói vậy, nó biết kiểu sao vậy mà chơi. Nó nói có ngoại với Út đi chùa thằng nào ở đây. Có thằng nào ở đâu. Sao không biết thằng nói đó. Có mình Út chở ngoại đi à. Không có thằng nào vô nhà mình. Má sẽ tối ngoại. Thằng này là thằng kia vô. Tao hôm nay không có thằng nào kia mà. Mà sao nó, cái thằng này để vô nó ở ngày qua kia nay kia nay. Nó mó tuổi nó rồi đã nói thật không có có thằng thì hỏi con Mỹ Hạnh đi vô biểu con Mỹ Hạnh ai thằng đó vô được mó tuổi rồi ông ngoại á chứ không có thằng nào hết á ông ngoại của nó ông ngoại má nó. Ơi chồng của má không phải đã nói có mình ông ngoại mó tuổi nấu nước tắm cho má mà má nói thiệt thằng này thằng kia bởi vì ông giận hờn ông bỏ má ông không có nấu nước mà lấy gì mà tắm mà biết mà cứ nói thằng kia thằng nọ tắm với ông ngoại mà thì sao cái gì cũng tức mình ai cũng nhớ mà của mình ông ngoại không nhớ kỳ ông giận dữ lắm á ông ngoại á ông giận má nấu nước chăn mùng cho má ngủ mà má cứ kêu này kia vô đâu có kêu nào ớt má nó Út chở ngoại đi chùa mà cứ nói Út chở thằng nào chở ngoại đi chùa chở còn thằng nào nữa chở nào mua đi bằng xe đâu vậy à cái gì con biết có đi xe gì đâu chở thôi mẹ con chở có ngoại ông ngoại là con biết có chở không nào nữa đâu rồi nằm xuống đi giờ ăn chén cơm nha tớ mới ăn cái bánh với sữa thì mẹ ăn đi chứ tao ăn cái bánh với sữa rồi con cũng ăn cái bánh với sữa con có ăn thôi một giờ kêu mẹ lấy cơm ngoài ăn không dạ bây giờ uống bịch sữa đâu mà để mà chờ mình chờ cái thằng đó về đây coi có khi về thì thằng nào thằng riêng chứ nào có riêng riêng đợi rồi khảo sát đồ hồ nữa có thằng riêng đi chứ có thằng nào đâu biết thằng riêng không biết thằng riêng là ai không cái tên riêng nữa ừ có không có mà mấy bữa con có nói mày nghe không có mà có thằng riêng à riêng chiều nào cũng nấu nước nó má tắm rồi cũng ngăn mùng nó ngủ có mồm riêng chứ không có thằng nào hết phải không mẹ ở đây một chút không để tâm chuyện gì đâu nó về bây giờ một giờ nó về ta cúng hả ta cúng tới một giờ là cũng tắm kỳ kỳ chân kỳ cổng kỳ trắng tư nhỉ mà tối ngày không nhớ bởi thì ba ông buồn phải rồi cái đầu có thằng đó tắm cho má phải không tao tắm với vậy ai tắm chiều nào ai tắm mặc quần áo cho má thằng nào vô tắm ba mày với tao ngào tắm thì nhớ ba mà cái chặt ra không tắm thì hết nhớ
chiều tắm thì nhớ chồng mà hả, tắm vừa xong cái nói thằng nào vô đây ăn cơm kỳ cục vậy. Đâu có thì mày ở lại thì coi có ở lại gì. Đã nói là cái đã ba có một mình ba thôi, cái thằng nào mà má nói đi con lẫn hơn má luôn. Cái thằng đó là đấy, không có thằng nào nó cứ nghĩ là nghe là cháu rồi lại luôn. Bả ơi má đặc chuyện đặc điểm mà nó quá hơn con mệt nó quá. Nói cái hồi nó nói còn cằn. Đã nói không có thằng nào hết đâu, có chỉ mình ba không hà. Trời cái thằng đó cũng tắm rồi cái thằng đó. Thằng là tao thua. Mình thua. Tắm đấy mà chảy trà nữa nha. Chà cho má hả? Ừ. Ừ đúng rồi. Không biết phải vậy không mà có vậy không? Chứ có vậy tao không có cho. Chiều nào thằng nó không tắm cho má? Vậy từ hôm nào nay sao cho tao tắm? Có mình ba tắm cho má chứ thằng nào mà cứ ảo tưởng nói thì có thức chết thì bảo tao giận không tắm cho ai tắm nó đi. Nãy đi nè, một chút nữa mình tới về. Nè, thuốc còn cái đóng cái lèn này đi mua. Thuốc đắng nè. Đây nè, cái đâu? Hộp nè. Răng nè. Thì má giờ xạ thành con mà sao ta nói không chịu nghe. Mà nó không có thằng nào có mình ba mà cãi. Cứ cãi có thằng này có thằng kia. Không có thì có thằng nên ba mày nói có thằng kia là còn còn sang ra nói nghe mẹ đi bám đi 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 bay nói đi đi lên công 2 triệu đi đâu công 2 triệu đi lên trên Nam Huệ đi chơi mà đi công 2 triệu ừ. Mà về lên mừng nhà mới người ta để ta buồn đi rồi ra xe dép đâu để ra dép dép mấy dép ở trong phòng á, dép trắng trắng trong phòng á. Trăng ở đâu bà? Chuẩn bị chở người đẹp đi xin. Nghe. Trăng. Dép là nè. Dép là đó. Dép này nặng lắm. Ừ, đi dép người ta vậy đẹp. Chồng đưa dép mang còn đồ gì trời. Vô ngồi nhẫn ngựa không? Dùng đu quay không? Để lên đi mừng nhà mới nè. Đi thú sinh. Đi thú sinh. Chị chở má với Mỹ Hạnh đi. Mỹ Hạnh cũng chở theo nữa. Ừ. Có nào nữa. Ta mở cửa giùm không? Đây lên xe đây qua đây qua mấy này rồi lên xe. Xe này cao cao lùng. Xe để lùng xe bánh cao á, tính lấy xe cao đi vừa sau lấy xe lùng đi. Mở cửa kìa. Để khoa bước trên này lên nè. Bước lên. Bước khoa đỡ đứt lên. Rồi cái chừng lạch xe. Thấm dịnh lỡ không. Được mà. Cũng quay phim. Thôi đừng ngồi xích tay trước để con ngồi. Rồi xích làm sao chứ. Thằng nào ngồi lên cũng đòi ngồi trước không à. Rồi ôm. Ngoài chạy xe cũng lên. Đó. Rồi nó đi với nó. Đi nha. Đi nha bà ngoại. Bye bye. Bye bye đi, bye bye bà ngoại. Bye bye. Bà ngoại bye bye đi. Bye bye. 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 Ha ha ha.
cô ấy dùng dần cho cô cái đó quần đó liền. Rồi ai đương điện cho? Mẫu mẫu mà có 2000 hả? 2000 mà. Hồi nãy ba nói ai đương điện cho chị hai? Có mì nữa. Nãy ba nói ai đương điện cho chị hai? Đâu có nói. Nãy ba nói má đương điện ra đi cho chị hai. Ừ, thì đó nói chưa hết chị ơi. Nói đi. Chị em nói là mà mới cần mua cho nó mẫu đó là có mì không? Nên thớ mày để đi thương gái thôi đi với mày với gái cho nào mình rút chút miệng cho nó ra hết chút nước ngọt hay chưa vô nước chưa vô đừng níu là hơi ra món là còn kim nữa. Ông cái nước này nè, nó hình á, người ta lùi cái tấm bà ngoại đứng á, ta làm cái lọng mà lợi khung lớn á, chứ không phải làm khung nhỏ. Mở đó đi, đâu có gì đâu, mở cái cẩm thôi. Giờ ngủ nữa hả? Thức đi, thức liền ăn. Thức liền ăn nha. À, sao mặt ngang dữ rồi. Mày nhớ tôi không? Mày nhớ. Để tôi đứng xuống nữa. Này cả tháng này không biết xuống rồi. Thấy rào nước mắt. Đây, ngồi với ai này rồi. Để ua. Ai đó ngoại, không ngoại. Con chú lô hổ cánh xuống đây rồi không lấy bỏ tài trảnh xuống này không lấy hả? Dạ lấy hả? Dạ anh đi về. Anh dạ anh đi về. Đi chơi mình ra rồi hả? Đi chết thuốc hả? Đi chết phải không? Anh biết không? Mới tới giờ này, chết nữa. Đây, này, cho này nè. Lấy đi. Nè, này mạnh mẽ con mạnh mẽ không lần mà. Nói rồi cho thấy tôi hứa chuyện. Sửa. Đi ra mới vô. À, lấy này nè. Để tôi học lấy được vừa hả? Tay cầm lấy đi. Bỏ đồn càng. Lấy đi. Tay cầm lấy mới được. Cầm nổi không? Để nó xuống em, bao lột nó xuống em. Phải lột xuống nó xuống rồi chứ. Cắt mấy ngày cầm. Thật cầm. Chùi đi, chùi nữa đi.
chiều nữa đi ngoài. Đó lấy cái dây nhảy đó. Lấy cái dây cái chùi đi. Quay phim chết tới này chưa lao nữa đi cái đi về về hả lại về hả. Thank you.
biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội réo cho mưa gió không quạng thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mai đau buồn phiền, ngày đêm xóm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền nằm chiến
cơm đi Lâm. Chú kiếm gì ạ? Mẹ ơi, đêm về lạnh lùng buồn thiêng. Đời lắm ưu phiền giông tố triền miên. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều. Đắng cay chậm chiều nặng trĩu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời. Để không một lời mẹ đã xa rời. Mẹ tuổi còn xanh khăn tang, còn lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Trầm trước mùa xin.
lạc loài nhớ thương muôn đời, ôi nhớ thương hoài. Trầm trước mộ nguyện xin mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài nhớ thương muôn đời, ôi nhớ lời hoang phế dưới mặt trời ngồi hát hôn mê, dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ, dưới chân ngày cỏ xót xa đưa. Người đã đến và người sẽ về bên kia núi, từng câu nói là từng cánh buồm dòng cuối trời, còn lại tiếng cười khóc giữa đời. Dưới ngọn đèn một bóng chim qua, giữa đường đi một người đứng gọi, có biết gì về ngày chưa tới, những ngày ngồi dù tóc âm u, nghe tiền thân về chào tiếng lạ, những mai hồng ngồi nhớ thiên thu. Người đã đến và người sẽ về bên kia núi, từng câu nói là từng cánh buồm dòng cuối trời, còn lại tiếng cười khóc giữa đời.
Dưới ngọn đèn một bóng chim cua, giữa đường đi một người đứng gọi. Có biết gì về ngày chưa tới, những ngày ngồi dù tóc âm u, nghe tiền thân về chào tiếng lạ. Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu. Con đứng dậy cháu thì tới.
Có đi thì cũng phụ hộ cho con cháu cho cho anh mình mạnh giỏi. Đi trước tôi đi mạnh hộ tôi. Tôi đốt ra bờ cái ba cái nhang. Nếu được làm người tình lạc vào mắt này ta, cho hồn bớt dài khờ. Nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng, làm gió thoáng môi hôn, ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười, thẹn thùng thắm trên môi. Xin gió xa thôi đừng đùa lan ra tuyết trắng, làm đôi má
Là thế nào? Có con mà qua thì có
của bên xuôi có yêu cầu qua bài nhạc Lòng Mẹ Bao La Như Biển Thái Bình. Và đây theo lời đề nghị ban nhạc bắt đầu. Thank you.
anh ba chị Tư. Ôi trời ơi, chạy nó kìa. Ở đó tự dậy gì luôn. Chúng tôi không có nhà mà về. Em không ai chở em mà lấy cái nhà mà. Thôi khi mới về. Để chút. Thank you.
đây là gia đình của con trai thứ tư của bạn thân, và gia đình cũng tiễn lễ trong ngày phút cuối. Và hôm nay thì đang nghĩ thứ cùng nhà thôi giới thiệu. Thank you.
Thank you.
Nhạc lễ anh em nghệ sĩ xin thành kính phân ngôn cùng tăng gia hữu quyến. Dạ kính thưa các cấp chính quyền địa phương sở tại, kính thưa quý bà con cô bác có mặt trong tang lễ hôm nay cũng được sự tín nhiệm của gia đình có cho dời cơ sở mai táng Long Phát dân dương đồng trách về đây làm lễ an táng cho bà Huỳnh Thị Xã hưởng thượng thọ 82 tuổi. Vì chẳng còn bao lâu nữa, chốc lát nơi đây sẽ là lễ đồng quan. Khi cổ áo quan từ từ di chuyển thì không biết bao nhiêu đôi mắt hướng tới cổ quan tài mà không khỏi mọi người ngấn lệ. Cây có cội, nước có nguồn, sanh lão bệnh tử, vì trần gian chỉ là cõi tạm cho khách qua đường dừng trọ nghỉ chân. Và ngày hôm nay bà đã bàn số kiếp hồng trần về làm con cho Đức Phật, và cũng xin Đức Phật từ bi sớm rước chân hồn bà về miền cõi Phật. Và để nói về lòng tin tưởng đó, có sở mai táng Long Phát dân dương đạo trách có thể dời chúng con chúng cháu anh em nghệ sĩ trở về đây. Và sau đây cho biết chúng con chúng cháu dựng lên một lớp tiểu sử trích đoạn pháo hoàng trích trong giải tượng các con báo hiếu. Và sau đây chương trình cùng cúng của cơ sở mai táng Long Phát dân dương đồng trách, chúng con chúng cháu xin phép được bắt đầu. Lo lắng không em, bởi chúng sanh
Hey! 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 H
kính thưa tất cả ông bà cô bác anh chị em xa gần hợp có về đây có mặt hôm nay và tất cả các cơ quan cũng về đây chia buồn với gia đình. Tôi xin đại diện thay mặt gia đình không có gì hơn, lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị có mặt hôm nay. Và trong khi tụi con có tổ chức có gì sơ sót, xin tất cả cô bác anh chị em rộng lòng bỏ qua. Và sau khi gia đình cũng kính thỉnh mời tất cả cô bác anh chị em nhích nhúc thời gian để đưa linh cữu mẹ bà của chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Và sau khi hoàn thành gia đình cũng mời tất cả cô bác anh chị em về gia đình để dùng bữa cơm đạm bạc để tỏ lòng thành kính. Và tất cả anh chị em của chúng tôi xin xá hai xá để tạ lỗi tạ cảm ơn của cô bác. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn đội mai táng Long Phát và tất cả các chị em phục vụ cho gia đình của chúng tôi hôm nay có được chung trà bắt cơm. Và chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Mặt của cô bác đây không có nỗi đau nào bằng nỗi đau này, không có nỗi mất mát nào bằng nỗi mất mát này. Và giờ đây gia đình của chúng tôi đứng trước linh cữu của mẹ của bà cô, xin thành tâm gửi đến ông bà cô bác với ai là ai này. Thank you.
nay. Sau lần lễ đồng quan cơ sở tín nhiệm của gia đình có trụ sở cơ sở mai táng Long Phát do anh Dương đảm trách về đây để làm lễ an táng. Và cũng để đáp lại tấm chi tình đó thì cơ sở mai táng Long Phát phục cúng chương trình nhân nghệ. Trước tiên là những bài ca cúng để cầu nguyện nhân linh của mẹ sớm nhẹ nhàng siêu thoát. Và sau cùng bài ca đẩy rượu đưa linh để đưa mẹ về đây an nghỉ sau cùng. Và giờ đây cũng để bắt đầu phần chương trình nhân nghệ của cơ sở mai táng Long Phát thì thiện xin phép bên trước dùng linh dâng lên cho mẹ bài ca cúng được mang tên An Dứt Ngàn Thu. Mẹ ơi chỉ là chẳng còn bóng lóc nữa, là mẹ mất đời vĩnh viễn đi xa. Mẹ xa đi bao giờ nhà quay về, các con các cháu nó dâng lên mẹ về thăm má. Xin phép dâng lên ba chung rượu. Chung rượu đầu tiên xin kính dâng cho mọi người quá cố. Chung rượu thứ hai xin dâng lên các anh cao quan dân động. Và chung rượu thứ ba xin kính dâng lên quý ông bà cô bác. Yeah.
xin thay mặt cho cơ sở phục vụ mai táng Long Pháp xin được gửi lời thành kính phân ưu chia buồn cùng tang gia hiếu huyên. Giờ này đây cũng đã sắp đến giờ làm lễ bái quan cho bà Tư để thêm phần ấm cúng cho vong linh của bà trong những giây phút cuối còn hoàng tại nhà. Xin mời các con cháu của bà đứng xung quanh cổ quan tài của mẹ bà mình cho cơ sở mai táng Long Phát được làm lễ bái quan. Thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên cùng các cấp chính quyền địa phương sở tại, sách xưa có câu giữa khoảng 36.000 ngày trải qua 60 năm tế ngoặt ảm đội lặng thai ác tà thở lặng, những cảnh vật thiện hữu giảng tiền cảm động quả tiên, làm cho bộ tư niệm suy nghĩ rồi ngắm cảnh si đời, lấy mọi vật hộ sanh trên cõi trần ai đều phải tin theo lẽ sanh tử tương tàn luật tuần hoàn luân chuyển. Cổ nhân xưa có nói nhân sanh thất thập cổ lây hy, là con người sống đến tuổi 70 là đã mừng. Hôm nay bà Tư đã hóa ra người thiên cổ ở tuổi bát thập nhị tế, hưởng thọ 82 tuổi. Vì chỉ có thảo mộc ở núi cao mới sống được lâu năm, chứ là con người thì ít ai sống được ngoài 100 tuổi. Cây lâu năm thì phải cội, người lớn tuổi ắt phải si, ngậm câu tự biệt sanh ly, đường trần thế nào ai tránh khỏi. Sanh, lão, bệnh, tử là quy luật của cuộc sống. Quả thật, khi xa nhau khắc hữu định kỳ. Hôm nay, bà Tư đã nhắm mắt ly trần, các con, cháu và tất cả người thân đã tề tụ đủ đầy, mượn mảnh khăn xô thay cho dần tan trắng, mượn áo gấm mũ xô gai kết thành hai chữ chia ly. Dẫu biết rằng dương gian là cõi tạm, âm cảnh nọ là quê, sống gửi thác về, vì trần gian này chỉ là quán trọ để người đời dừng trọ nghỉ chân. Sanh lai tự những năm dài tháng rộng, bỏ công ơn áo nặng xô dài, đầu xô đâu đã là lùng thai, càng ngắm cảnh đầu tan tóc chế. Trại hầm Long Phát của chúng cháu nhận được lời nói của tang chủ gia đình để nói lên lời cảm tạ. Dạ, kính thưa ông bà cô bác nội ngoại gần và xa, cũng như quý bằng hữu thông gia cùng xóm giềng lân cận, hôm nay bà Tư đã quay đầu về núi gửi thân nơi miền đất lạnh, đi một con đường mà tất cả chúng ta ở nơi đây không còn tìm gặp bà Tư được nữa. Bà Tư ra đi để cho các con, các cháu phải mất đi một người mẹ, một người bà vô cùng thân yêu kính mến, để cho hội người cao tuổi phải mất đi một hội viên thật là gương mẫu. Trong suốt thời gian vừa qua, linh cụ của bà Tư được hoàn tại nhà, cũng được tất cả ông, bà, cô bác chiếu cố đến câu nhất cận lân, nhì cận thân, đã không quản ngại đường xa xa xôi mệt mỏi đến đây chia buồn cùng gia đình. Đã vậy còn thắp nén hương để cầu nguyện cho vong linh của bà được sớm siêu thoát nơi miền cực lạc. Thăm ăn ấy, nghĩa cử ấy, gia đình này con cháu của bà Tư không bao giờ quên được. Và gia đình cũng không quên cảm ơn các chú, các bác, các cậu, các anh tiếp lệ phía trước, các cô, các dì, các mợ, các chị nấu nướng phía sau đã góp phần chu đáo cho tang lễ trong suốt thời gian vừa qua. Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn không sao tránh khỏi những điều sai sót. Kính mong tất cả ông, bà, cô bác hãy vì tình cảm của gia đình, vì vong linh người đã mất
mà niệm tình tha thứ bỏ qua cho. Giờ này đây tang chủ gia đình xin kính thỉnh tất cả nán ở lại đây vài giây phút nữa. Đúng 10 giờ ngày hôm nay là lễ động thụ di quan tiễn đưa linh cụ bà Tư đến nơi an nghỉ sau cùng ngàn thu vĩnh biệt, cho giây phút chia ly bớt phần yêu hoạnh. Sau khi linh cụ của bà được hạ sâu dưới 3 tấc đất, kính xin mọi người một nắm đất, một cành hoa và nguyện cho thân xác của bà cốt thổ hoàng lại thổ và vong hồn được sớm siêu thăng tịnh độ niết bàn. Sau khi linh cụ của bà Tư được an táng sâu dưới lòng đất mẹ của quê hương, kính thỉnh tất cả ông bà cô bác nội ngoại gần và xa, quý bằng hữu thông gia cùng quý bạn bè thân hữu quay về lại mái bạc rạp đơn sơ của gia đình, dùng chung rượu, chung trà hay chén cơm đạm bạc cho gia đình có đôi lời tạ ơn lần sau cuối. Trước khi dứt lời, thay mặt cho cơ sở phục vụ mai táng Long Phát ngụ tại ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, xin kính chúc tất cả ông bà cô bác các bậc sĩ nông công thương được nhiều sức khỏe, làm ăn đa tài đa lợi đa phú quý, và cũng không quên kính chúc ấp Dòng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, trên thượng dưới hòa để toàn huyện Đức Hòa được nhà nhà an vui 3 phút. Và giờ đây chúng cháu đại diện cho cơ sở phục vụ mai táng Long Phát xin được kính cẩn nghiêng mình đứng trước linh cụ của bà Tư để làm lễ thượng đăng dâng hương và bái quan. Thank you.
tuổi thơ. Dòng sông vẫn êm trôi dịu dàng, con đê uốn quanh nơi đầu làng. Chiều nghiêng bóng nắng có con đò ngang cắm sào mơ màng. Quê tôi bây giờ vẫn là vùng trời quê xưa. Riêng tôi đau lòng bởi vì ngoại đã đi xa. Ngoại tôi đã đi theo tuổi già, mang theo tiếng ru chưa mặn mà. Lời ru cánh vọng thuở tôi còn thơ đã thành xa mơ. Thương quê hương, thương ngoài rút sợi tâm tơ. Tôi nhà cũng thương cũng sâu cũng điệu nào với hết thương. Bỏ lại một vùng quê xưa, bốn ba quê người biết còn về lại hay không. Dù đi chốn xa xôi mịt mờ, tôi luôn nhớ quê hương từng giờ. Lời ru cánh vọng tiếng ru ngàn năm vẫn đợi vẫn vẫn chưa.
của tôi, tóc mẹ đã nhuộm máu xương, nuôi đàn con nay đã khôn lớn, khôn lớn rồi mẹ càng lo. Mẹ đã chăm sóc con bên mẹ tình thương ấm nồng. Mẹ của tôi nhớ ngày con còn ngây thơ, mẹ ru mẹ hát âu dí dầu sỏi đá cũng góc điện đâu nôn, có ai bằng mẹ thương con. Mẹ của tôi mỗi lần con trở về thăm, mẹ nhìn con mẹ mừng muốn khóc, con cúi đầu mà lòng rưng. Cho được người thương mến, con nghe mẹ là con đã được. Của tôi tóc mẹ đã nhuộm máu xương, nuôi đàn con nay đã khôn lớn, khôn lớn rồi mẹ càng lo. Con phương xa mẹ luôn ngóng tin con có được cuộc sống yên. Nơi quê nhà mẹ đã chăm sóc con bên mẹ tình thương ấm nồng. Mẹ của tôi nhớ ngày con còn ngây thơ, mẹ ru mẹ hát âu dí dầu sỏi đá biển đâu non, có ai bằng mẹ thương con. Mẹ của tôi mỗi lần con trở về thăm, mẹ nhìn con mẹ mừng muốn khóc, con cúi đầu mà lòng rưng rưng. Sao cho được người thương mến, con nghe mẹ là con đã được. Thank you.
nào những khi con buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn ơn cha. Như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Trời buồn mang mang, nẻo âm dương cách biệt đôi đường. Mẹ ơi, mẹ đã đi rồi, mẹ bỏ chúng con, mẹ ra đi mãi mãi. Thương cha già vào ra đơn chiếc, lúc sớm hôm dây sức dâng trào. Nhà xưa quạnh quẽ trước sau, cha ôm mặt khóc khổ đau thân già. Con biết cuộc đời là bể khổ chân ai, chăm năm ai có bước ra ngoài chăm năm, nhưng mẹ đi đã để lại đau đớn muôn phần. Hôm nay mẹ về nơi miền biên, chúng non bông nước nhược cách xa, lòng con như thể mùi pha, tâm hương con thắm lệ nhòa bi ai. Lạnh lạnh trời buồn mang mang, nẻo âm dương cách biệt đôi đường. Mẹ ơi, mẹ đã đi rồi, mẹ bỏ chúng con, mẹ ra đi mãi mãi. Thương cha già vào ra đơn chiếc, lúc sớm hôm dây dứt dâng trào. Nhà xưa quạnh quẽ trước sau, cha ôm mặt khóc khổ đau thân già. Con biết
là bể khổ trần ai. Trăm năm ai có bước ra ngoài trăm năm, nhưng mẹ đi đã để lại đau đớn muôn vàn. Hôm nay mẹ về nơi miền viễn, chúng non bông nước nhược cách xa, lòng con như thể núi pha, tâm hương con thắp lệ loa vì ai. Hồn mẹ ở chốn tuyên đài, xin mẹ chứng giám gái trai cõi trần. Hồn mẹ ở chốn tuyên đài, xin mẹ chứng giám gái trai cõi trần. Hồn mẹ ở chốn tuyên đài, xin mẹ chứng giám gái trai cõi trần. Tôi về đây sau bao ngày ly hương, quê hương tôi một khúc sông Tiền. Tôi quy bên mộ mẹ yêu thương, nén nhang trầm xin xá tội cho con. Nơi trời xa khi nhận được hùng tin, tôi nghe như xe trong lòng, tôi gào lên hỡi mẹ yêu thương. Phút lìa đời không nhìn được mặt con, tao tầm nuôi con khôn lớn. Ơn đức của mẹ xanh hơn cả đại dương. Rồi đây trên nẻo đường con đi, con sẽ mang trong tim mãi trong con, và trong nỗi đau thương tràn đầy bóng hình mẹ sống mãi trong con. Con khôn lớn, ơn đức của mẹ xanh hơn cả đại dương. Rồi đây trên nẻo đường con đi, con sẽ mang trong tim hình bóng mẹ, và trong khúc ca dao ngọt bóng hình mẹ sống mãi trong con, và trong nỗi đau thương tràn đầy bóng hình mẹ.